Đêm qua tại khu đô thị Eco Park Văn Tăng đã diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới với điểm nhấn sự kiện đại nhạc hội đếm ngược Eco Park Countdown chào đón năm mới 2024. Cùng khắp các địa phương trên cả nước, đêm qua, hàng triệu người dân đã nô nức đổ ra đường phố vui chơi đón giao thừa cho năm mới 2024. Khu đô thị Eco Park Văn Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, 40.000 cư dân Eco Park và hàng trăm lượt khách du lịch đã được đắm chìm trong đại nhạc tiệc Eco Park Countdown 2024. Lễ hội đếm ngược đón giao thừa dương lịch ngay tại nơi mình sống. Khán giả thực sự mãn nhãn với bữa tiệc của hiệu ứng ánh sáng, âm thanh sống động. Điều làm nên sức hấp dẫn của chương trình là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như có sự xuất hiện của cặp mẹ con nổi tiếng làng nhạc Việt, Mỹ Linh, Mỹ Anh. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Vũ Cát Tường, Lâm Bảo, ban nhạc đến từ Nhật Bản, Cô Đốc. Của các nghệ sĩ trẻ đầy tài năng đem đến cho người nghe một đêm nhạc sôi nổi nhưng lắng đọng đầy cảm xúc. Đúng 12 giờ, màn pháo hoa ban nhãn cùng với giai điệu quen thuộc của Happy New Year vang lên như một lời chúc mừng năm mới đầy trọn vẹn. Trong giờ phút chuyển giao năm cũ sang năm mới, mọi người hân hoan trao cho nhau những cái ôm yêu thương, những lời chúc sức khỏe, bức ảnh đẹp để chúc mừng năm mới với những điều may mắn, hạnh phúc trọn vẹn.